đầu cuối lại diêu kỳ hoàng màu. Xin mẹ phù điển lành đó trẻ trần gian. Từ lâu con trẻ bơ vơ không thông nguồn cội bến đi bờ là đâu. Hôm nay con rõ đuôi đầu nhờ huynh nhờ tỷ ngõ hầu phân qua kim bàn ngọc lỗ bài ra. Mẹ sanh đi mẹ dưỡng nguyên nhân xuống trần ra đi mẹ đã ân cần. Mẹ cho tám mươi chữ phòng thân trở về trần hiền lắm đi nổi tài khí nào nề thân con. Để cho lòng mẹ hiếu hôn ngày đêm mẹ đợi mọi mòn cung diêu. Mẹ ơi mẹ ráng dắt diều đỏ con về gặp lại mẹ cha cầu xin đi hoàng mẫu thứ tha con khờ. Hôm nay con nguyện con thờ vua cha mẫu mẹ kịp giờ kỳ ba. Mẹ ơi lòng trẻ thiết tha ăn năn sám hối tại gia tu trì. Con dành ngủ với tam quy đạo tâm y con nguyện hôm nay cao dồi. Đạo nhân con bồi tu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa. Con nguyện tụng niệm sớm y trưa ăn năn y sám hối tội xưa tiêu lần. Cầu xin y các y đấng hoàng ân cầu xin mẹ phụ quyền di lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đi đạo sâu tu hành. Ngày lòng thành cầu người cường báo lòng lành sửa tu. Trần miền như tế trăng y lô cầu cho ba tánh rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được cái tà quy cánh cõi thiên được về. Bao nhiêu tội lỗi lầm mê ăn năn sám
lời Phật rõ ràng, thành thì tâm y sáng hối tỏa vàng nước lên. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền, càng ngày si tối đạo điên làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm con nguyện giác ngộ ăn y nắng ngày đêm cầu nguyện siêu thắng cô quyền, làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiền rất khó. Kẻ tưởng niệm ơn trên hoàng màu, kính mẹ hiền phủ ở điện độ an. Ba gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh y giấc kể vàng từ đây. Đừng tưởng thấy mộng dạng là thật, đêm si mê rồi diệt thiện tâm. Quên đi Phật Pháp diệu thâm, đó là phương tiện diệt phàm xưa nay. Kiếp người mãi đua chén danh lời, quên hằng đi trung tính ở đời. Mãi ham tiền bạc chơi bời, tháng ngày quên mất những lời mẹ.
không hại gì bằng tu nhập tâm. Xem thường sĩ diện tình thâm, vừa chung y bàn đó ầm ầm mê đánh y nhau. Lại chưa nói ân y thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha, quên đi công y đức ông bà phải chân gì rượu con là bất nhân. Trong các tội hiếu ân nghi là trong, xin khuyên người tỉnh đi mộng ăn nghi nâng. Làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính đi mẹ ông bà tổ tiên. Đôi anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn tông môn. Ta dùm giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cũng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn hiếp lẫn ngừa nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu khẩn cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thương còn thật sai.
dòng bãi kim dây tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện anh ngay ở thằng thiện duyên dùng lời nhân nghĩa bao quyên mọi người nói theo tính Phật ở đời dù cho nghèo có một lời không thay đêm ngày cầu nguyện giữ lại nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường một lòng một dạ thiện lương tu nhân tích đức thiên đường kế bên cầu xin tam bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn cầu xin Phật độ người cần thế hùng quan thành tiền ai mà ăn ở thiện duyên cầu xin ngọc đế chư thiên độ dầm ai mà lạc ở lòng bờ mê xem thường tội phước ở nào để thân nhớ mau mau sám hối kịp giờ trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ lời kêu gọi thiết tha ai ơi thức tình đi ráng mà tu tâm thấy người cùng khổ ân cần hỏi thăm sách đi dốc vàng cánh không bằng thấy người bệnh tật khó khăn ra tay bố thí phước tăng hòa lùi giúp người bớt khổ mình vui phương tiện bố thí tội lui thức thầy cầu xin chư Phật từ bi đó người sám hối sân si bỏ dần ai mà làm phước đi làm nhân dù gặp tai họa thánh ý thần cứu cho thấy đời mà không bị lo không tu không sửa mãi lo làm giàu rồi đây gặp lượng sống đào vàng rồng bạc miếng làm sao giữ con đôi lời nhắn nhủ bà con sớm giềng cô bác kháng bòn phước đi đêm ngày niệm chữ từ bi tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ
em rồi đại hội giữa lần thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong y muối dưa trao dồi đạo đức để chừa tánh lòng tu sửa sắc phàm sớm trưa kinh kệ luận đàm thiện nhân khuyên đừng tính đi thiện so hơn cùng nhau tu sửa cách đi hàng ích chi lòng mình đã chọn từ bi thấy sai thì sửa còn chi quý bằng cầu xin y tam bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê trần gian lắm nỗi ê chề tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê còn say đắm đam mê vật chất càng lúng sâu khó vật chân ra chơi với trong bể ái hà tử sanh sanh ý tử thật là chỉ bằng kinh kệ hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dòng dù cho bão táp mưa phong kiến tâm định đi tánh như không có gì thường con nhờ đức từ bi vô thương vì bởi sân si hại mình trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã có mong hiệp thành bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương
sợ lỗi gian mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần Tây phương tịnh y độ an nhàn thấm thơi. Tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là báo bổ tư ân, hoa hồng ấp lạnh sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ không quyên, sớm thăm y tối duyên thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phận làm em út nghe lời trưởng huynh. Làm anh phải trọn nghĩa tình, hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn, cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tánh trần miền sáng tu. Tu sao bỏ quán quên thù, từ bi hỷ xả thầm thâm pháp lành. Tu sao một dạ chí thành, thành người hiền đức sự sanh tạc thờ. Bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân tương ái giờ giờ chớ quên. Cầu xin y tam bảo ơn trên, độ con trí tuệ lập nên đạo màu. Độ người khắp cả năm châu, chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân. Người người một giả tương thân, kẻ giàu người khó lần lần sửa tu. Tu là bỏ lòng bỏ dù, xê sang cho lắm không bằng nam mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đồ, tập làm bố thí lần vô cửa thiền. Để rồi sớm tối cần kiên, hiểu thông kinh kệ
cầu xin từ phụ Thích Ca, đó người sáng mà hối bước qua giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần.
là người mà sanh ta. Nam mô sao trời Di Đà, thường xuyên mà tụng niệm thân tâm an nhàn, nhẹ nhàng bước tới lạc mang, sao còn mà quay lại thì để đổ đời tịch đi đức tu thân ơi, bước đi mà lợi lạc thì nghĩa giới nhân phải trọn ngày. Làm người biết niệm từ bi, thân tâm bi khẩu tu thì phải sống thanh ni bần, cầu xin ni tam bảo hồng ân phù này. Hạ quân sắp tới hết đây, không tu không sửa hội này hết trơn. Tu gặp người biến nhẹ chẳng sang lòng ta, mong sao thoát cảnh ta bà dễ miền mà cất lạc. Phật đà thăm lời thắt cao, chi bằng tâm đạo dòi trao, đánh tan lục dục phá nhào vô minh. Mình đi tâm kiên, tâm đi giữ dần, an lòng mà tu niệm thất tình phải hà sang. Bờ mê bên giác lần qua, gặp chữ Bồ Tát để mà cùng con cuối lại đặng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con nguyện pháp nguyện rồng tiếp điện thơ mẫu hoàng lắp thần kính long đình. Ôi xin mẹ chỉ dạy lời ngọc châu tu hiền, chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn thôi
chồng nhiều trẻ tâu qua mong đền đáp trong kỳ ba thân trụ xin mẹ hiền điển phụ tình thương để cảm ứng chứng minh tâm thành của trẻ lỗi lầm đại từ tốn cảm ứng chứng minh sanh thường trâu chân ni pháp minh như lai quá khứ tỳ bà thí phật nam mô vốn di thiên cung quyền Ngọc Hoàng Phổ Độ Đại Thiên Tôn Nam Mô Thập Phương Tam Thế Chư Phật Thượng Trụ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tu niệm dòi trao
còn tình ni tấn ni công phu quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo hiền. Ngày nay tiếp bơ điển thiên liên trình cha tấu mẹ minh duyên ghi lời nguyện trên hoàng mẫu chương toàn cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên chứng y lòng Phật tử họ Phan Lan Anh tên gọi vậy thời ngày đầu cuối lại diêu kỳ hoàng mau xin mẹ phô điển lành đó trẻ trần gian từ lâu con trẻ bơ vơ không thông nguồn cội bến đi bờ là đâu. Hôm nay con rõ đuôi đầu nhờ huynh nhờ tỷ ngõ hầu phân qua kim bàn ngọc lỗ bài ra mẹ sanh đi mẹ dưỡng nguyên nhân xuống trần ra đi mẹ đã ân cần mẹ cho tám ý chữ phòng thân trở về trần miền lắm đi nỗi u mê tổ sắc tài khí nào nề thân con để cho lòng mẹ hiếu hôn ngày đêm mẹ đợi mỏi mòn cùng diêu mẹ con về gặp lại mẹ cha cầu xin đi hoàng mẫu thứ tha con khờ hôm nay con nguyện con thờ vua cha mẫu mẹ kịp giờ kỳ ba mẹ ơi lòng trẻ thiết tha ăn năn sám hối tại gia tu trì con dành ngủ với tam quy đạo tâm ý con nguyện hôm nay trao dồi đạo nhân con nguyện đắp bồi tu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa con nguyện tụng niệm sớm mấy trưa ăn năn đi sám hối tội xưa tiêu lần cầu xin các đấng hoàng ân vua cha mẫu mẹ thánh thần chứng tri cầu xin mẹ phụ quyền di lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu cầu xin mẹ rưới phước màu
thành cầu người cường báo lòng lành sửa tôn. Trần miền như thế trăng lô cầu cho ba tánh rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được thiện duyên cái tà quy chánh cõi thiên được về. Bao nhiêu tội lỗi lầm mê ăn năn nghi sám hối được về lạc xưa. Lời Phật rõ ràng thành mì tâm nhi sáng ma hôi tỏa vàng nước lên. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo điên làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng nghi đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng nuốt như cùng mai. Nhờ con ngạo cũng diêu quay thần tam bảo đủ điều thiện căn. Con nguyện giác ngộ ánh y nắng ngày đêm cầu nguyện siêu thân cô quyền. Làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiền rất khó. Khuyên ai chớ có nắng đi đó, đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy. Nếu con trẻ tưởng niệm ơn trên hoàng màu kinh mẹ hiền phủ ở điện độ an. Ba gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh y giấc kể vàng từ đây. Đừng tưởng thấy mộng
dạng là thật. Đêm si mê rồi diệt thiện tâm, quên đi Phật Pháp diệu thâm, đó là phương tiện diệt phàm xưa nay. Kiếp người mãi lại quên hẳn đi trong tính ở đời, mãi ham tiền bạc chơi bời, tháng ngày quên mất những lời mẹ con hư hồng ham mê chè râu, không hại gì bằng tổ nhập tâm, xem thường sĩ diện tình thắm, vừa chung y bàn đó ầm ầm mê đánh y nhau. Lại chưa nói ân ý thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha, quên đi công nghi đức ông bà phải chăng, vì rượu con là bất trong các tội hiếu ân nghi là trong. Xin khuyên người tỉnh nghi mộng ăn nghi nắng, làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính đi mẹ ông bà tổ đôi anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình, thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn tông ta dùm giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi, khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen, tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân, vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui, đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc rồi mỗi người lẫn hiếp lẫn nhau, nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên, người đời nhớ ông bà đâu mình ăn ở như vậy.
xưa nghiệp chưa dày đầy không mòn phước đức chớ rài than gian. Bài xưa lời Phật rõ ràng tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ cần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Ăn ngay ở thần thiện duyên dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tín Phật ở đời dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện giữ lại Nam Mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một dạ thiện cầu xin ý Tam Bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ người trần thế hùng quan thành thiền. Ai mà ăn ở thiện duyên cầu xin ý Ngọc Đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê xem thường tội phước ở nào kịp giờ trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết tha ai ơi thức tình ý ráng mà tu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần hỏi thăm sách đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình tội lui tức thì. Cầu xin chư Phật từ bi đó người sám hối sân si bỏ dần.
cướp đi làm nhân, dù gặp tai họa thánh ý thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sống đào vàng rồng bạc nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong y muối dư, trao dồi đạo đức để chừa tấm y tham. Riêng lòng tu sửa sắc phàm sớm, làm thiện nhân khuyên đừng tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hàng ít chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi. Cầu xin y tam bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tu tâm dưỡng tánh tìm về quê còn say đắm đam mê vật chất, càng lúc sâu khó vật chân ra. Chơi vơi trong bể ái hà, tử sanh sanh ý tử thật là chi. Bằng kinh kể hôm nay, rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông. Dù cho bão táp mưa phong, kiên tâm định đi tâm như không. Còn nhờ đức tự
trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan tan hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra đời vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương thấy người chưa tỉnh thì thương đem lòng khuyên bảo phải chi ai cũng kiên về sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân để sao dứt bỏ xác trần tây phương tịnh y độ an nhàn thánh thơi tham dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường thấy đời lầm lạc mà thương không hồi tâm lại tìm đường tu thân tu là bao bộ tư ân quá hồng ấp lạnh sống thân tại tiền thuốc thang bồi bổ thông quyên sớm thăm y tối viên thường xuyên chớ rời chẳng may cha mẹ qua đời phận làm em út nghe lời trưởng huynh làm anh phải trọn nghĩa tình hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác đi đạo trên tu viện ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tánh trần miền sáng tu tu sao bỏ quán quên thù từ bi hỷ xả thầm thắm pháp lành tu sao một dạ chí thành thành người hiền đức sự sanh tạc thờ bỏ lòng quán trả thù dơ tương thân tương ái giờ giờ chớ quên
độ người khắp cả năm châu. Chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân, người người một giả tương thân. Kẻ giàu người khó lần lần sửa tu, tu là bỏ lòng bỏ dù xê sang cho lắm không bằng nam mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đồ tập làm bố thí lần vô cửa thiền, để rồi sớm tối cần kiên hiểu thông kinh kệ kết duyên Phật là cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sám mà hối bước qua vết ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần. Xưa kia hung dữ bội phần, hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành. Ai ai cũng có lòng thành thở trời kính ni Phật phát sanh ni Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng ma hối lần về quê xưa. Trì mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tỉnh mẹ đưa rước về. Kim giai con được hậu kề hậu cha hậu mẹ mong sao ba tâm ni chí thành ăn năn ni sám hối phước sanh quả lùi. Đã tu khuyên chớ dễ vui, gắn công rèn tâm lao chùi thân tâm bỏ Phật chẳng bỏ đâu. Khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình, lưới trời lòng lòng thinh thinh làm sao tránh hay khỏi thiên đình quở ban. Bây giờ ta chiều cơ hàng theo chân Phật pháp tai nàng sẽ qua, mong ai quy kính chánh tà chọn đường chánh đạo.
con cô bác nghĩa nhân phải tròn. Tu mà phước đức không ở bọn, tu bằng cái miệng thì còn chi thân. Tu là làm phước làm nhân, giúp người là ư bước cơ bằng nắng tay. Mặc ai đùa trí phô tài, thiện lương ta giữ ngày ngày kể kinh. Đường trong rào bước rẽ kinh người người, sau này như thể hoa tươi liên hoa mà hoa phẩm là đời tích đi đức tu thân ơi, bớt đi mà lợi lạc thì nghĩa giới nhân phải trọn ngày. Làm người biết niệm từ bi, thân tâm y khẩu y sân si sao thoát cảnh ta bà dễ miền mà cất lạc. Phật đà thầm thơi ham chi trần hạ đu bơi, phải hành
con cuối lại đặng tam giới con quy mãn cùng mười phương Phật. Nay con nguyện phát nguyện rộng tiếp điện khứ mẫu hoàng lời ngọc châu tu hiền, chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hướng đời long hoa Di Lạc Tôn Vương Phật, xin trời đất chứng nghi minh lòng hiếu trẻ tâu qua trong kỳ ba thân trụ, xin mẹ hiền điển phụ tình thương để cảm ứng chứng minh tâm thành của trẻ lỗi lầm con đã nhờ mẹ thầy chỉ lối tâm ô sáng sáng liền con xin nguyện bốn miền thập phương trong bồn đào và huynh để gần xa gặp vô thượng hư không diêu trì hoàng màu vô cực đại từ tốn cảm ứng chứng minh sanh thường trụ chân ni pháp minh Như Lai quá khứ tỳ bà thí Phật. Nam Ngọc Hoàng Phổ Độ Đại Thiên Tôn, Nam Mô Thập Phương Tam Thế Chư Phật Thượng Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
quyển lời kinh ơn trên hoàng mẫu nhu lòng xót thương. Ngày nay trần thế người hiền phát tâm ánh tâm bộ kinh khuyên đời, khuyên đời tu rồi trao lưu truyền ba tâm gần xa tu hiền. Nghe kinh Phật mẫu hộ duyên, gặp trong đồng đạo người hiền biết tu, lòng con tình ni tấn công phu quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo hiền. Ngày nay tiếp bơ điển thiên liên trình cha tấu mẹ minh duyên ghi lời nguyện trên hoàng mẫu chương toàn cũng là chữ gì thấm thần Phật.